Thì hiện giờ thì em cũng đã dần quen khi mà mọi người gọi em là Hoa hậu Lương Thùy Linh. Khi mà vừa mới đăng quang thì thực sự là em cũng chưa quen lắm với tên gọi này vì nó rất là xa lạ. Từ trước đến nay chưa hề có ai gọi em như vậy. Nhưng dần thì sau các hoạt động và sau những hành trình dày đặc thì mọi người cũng gọi em rất là nhiều và em đã dần quen được với tên gọi này. Thì em thực sự đã có rất nhiều kỷ niệm đẹp với 38 bạn thí sinh còn lại. Nhưng mà có lẽ cả em nhớ nhất đó chính là hôm thi ngày đẹp thể thao. Trong phần thi ngày đẹp thể thao thì có phần thứ hai là phần thi sức bền. Thì ban đầu chị trưởng ban tổ chức là chị Phạm Kim Dung và chị quản lý của em hiện giờ là chị Yên có nói là có cá với nhau là chắc chắn là em sẽ không thể squat nổi trong không thể squat nổi 10 cái. Nhưng mà sau đó thì thực sự em đã squat hết 20 cái và lụng hết 10 cái. Sau đó thì có chống được có quanh được hình như là hơn 2 phút và sau đó thì các chị cũng có gửi lời khen với em và em nói là từ vì các chị thua em rồi nhé. Em thứ nhất trả lời vì đầu tiên đó là vì dự án nhân ái của em. Thực sự thì từ sau khi đăng quang đến giờ thì em cũng khá là bận rộn với lịch trình mà chưa sắp xếp trước mà em không thể thay đổi. Vì vậy là em cũng chưa có nhiều kế hoạch lắm cho dự án nhân ái nhưng mà em cũng có ý tưởng là sẽ thử nghiệm dự án nhân ái tại quê hương mình là Cao Bằng. Nhưng mà đã biết là Cao Bằng tỉnh khá là nghèo khó và em thực sự rất muốn giúp đỡ quê hương mình. Còn về hành trang để đi thi Miss World 2019 được diễn ra tại Anh sắp tới thì trong hành trình Miss World 2019 em đã được ban tổ chức huấn luyện cho khá là nhiều kỹ năng ví dụ như là catwalk, ứng xử và trình diễn ống kính để có thể trình diễn thật tốt trong hoặc để có thể có một bài thể hiện thật tốt trong Miss World sắp tới thì em nghĩ là em sẽ phải trong thời gian tiếng Anh để có thể truyền đạt được thông điệp tốt đẹp và có thể lan tỏa được yêu thương nhiều hơn đến cộng đồng quốc tế cũng như là sẽ chuẩn bị một dự án nhân ái thì là hoàn chỉnh để có thể đi được điều cao nhất.